Chào các bạn, trong video này mình sẽ cùng với các bạn cài đặt MongoDB trên Ubuntu 13. Trong bài học này mình sẽ có 4 bước. Bước thứ nhất đấy là kết nối với Ubuntu từ Terminal. Bước thứ hai là cài đặt Mongo bằng lệnh apt-get. Bước thứ ba đấy là kiểm tra lại quá trình cài đặt. Và bước cuối cùng đấy là mình sẽ cùng với các bạn thao tác một số lệnh cơ bản trên MongoDB. Tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu vào thực hành. Trong bài thực hành này, mình sẽ bỏ qua bước 1, đấy là bước kết nối với server. Ở đây mình đã kết nối với server và sẽ bắt đầu cài đặt bằng lệnh apt-get install mongodb. Việc cài đặt này sẽ tương đối là nhanh, phụ thuộc vào tốc độ mạng của các bạn. Như vậy là chúng ta đã cài đặt xong. Sau khi cài đặt xong, chúng ta sẽ kiểm tra lại xem Mongo đã chạy trên server hay chưa bằng lệnh lsoft từ y và cổng mặc định của MongoDB, đây là cổng 27017. Vậy chúng ta thấy MongoDB đã chạy trên server, hoặc là lệnh clf mongo. Chúng ta thấy tiến trình của MongoDB chạy trên server. Sau khi thấy Mongo đã chạy trên server, chúng ta sẽ dùng lệnh mongo client để kết nối với Mongo server. Chúng ta sẽ kiểm tra bằng lệnh show dbs hoặc là lệnh insert của database. Ở đây mình đang insert một bản ghi vào db test collection test. Mình sẽ dùng lệnh là db.test insert name abc. Chúng ta sẽ bắt đầu tự connect với database test và kiểm tra bằng lệnh db test file. Chúng ta đã thấy được bản ghi chúng ta vừa chèn vào. Ngoài ra bạn có thể sử dụng lệnh show collection để xem tất cả collection ở trong document. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hành lệnh xóa một collection. Lệnh này tương đối đơn giản, mình sẽ thực hiện trên màn hình bằng lệnh db.drop. Ở đây mình sẽ xóa collection drop, mình sẽ xem lại bằng lệnh show collection. Chúng ta không còn thấy collection drop nữa. Vậy chúng ta đã xóa thành công. Ở phần cuối cùng này, mình sẽ hướng dẫn các bạn gỡ bỏ một bản ghi ở trong một collection. Được hết, đấy là mình kèm một bản ghi vào collection test, bản ghi name test. Sau đấy mình sẽ tìm lại bằng lệnh file. Và mình sẽ tiến hành xóa bằng lệnh là remove. Các bạn có thể thấy mình thao tác với màn hình. Đấy, mình phải remove với điều kiện là name là test. Sau mình kiểm tra lại bằng lệnh file. Như vậy là mình đã xóa thành công.